cô Trâm lấy cho miếng hồng đi, nãy giờ ngủ quá bị lọt ra hết. Cô Trâm không có đem theo nè, cô Lâm có không? Cô Lâm có không, lấy cho bé Ly miếng hồng xài kem dưỡng cánh da đi, xài kem dưỡng cánh da đi, cô Lâm bán nè, cô Lâm gửi qua cho xài, xài từ mặt xài luôn. Có chứ, nó xài bình thường mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi con. Dễ sợ ba quá, ba dễ sợ quá. Bà ngoại của bé Ly nè, con coi clip con thấy hoài. Đã quá. Bà ngoại cột tóc nè, bà ngoại bà ngoại làm đủ thứ cho Ly á, đã quá trời. Cha làm đúng không hả? Để cha đi Mỹ thì ở nhà bà ngoại làm đúng không? Thôi tối Ly ngủ với cha hay ngủ với ngoại? Ngủ với ngoại à? Ngủ với ngoại à? Nghệ sĩ thôi.